Khóa học kiếm tiền và bán hàng trên YouTube. Đến với khóa học này, bạn sẽ nhận được 1. Những kiến thức mới nhất từ chuyên gia thực chiến. 2. Truyền nghề YouTube, marketing từ A đến Z. 3. Hỗ trợ việc làm sau khóa học. 4. Xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu cho doanh nghiệp. 5. Bạn sẽ biết cách triển khai marketing không đồng hiệu quả. 6. Dễ dàng, SEO lên top tìm kiếm ngay lập tức, bao phủ chùm thị trường và chiến thắng đối thủ. 7. Viết nghìn đơn với quảng cáo YouTube. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay được học được rất là nhiều giá trị chia sẻ từ em. Và anh không nghĩ rằng cái khóa học này nó ít tiền nhưng mà nó lại nhận được nhiều cái giá trị như vậy. Thì thật sự là cũng cảm ơn em. Phải nói thế nào nhỉ? Thì khi mà anh biết cái khóa học của em ấy, thực ra là anh cảm thấy rất là tuyệt vời. Anh cũng nghĩ đầu tiên là anh cũng rất cảm ơn em, là anh cảm thấy là nó rất là hay và là có chất lượng. Anh cũng đi học rất nhiều những khóa học khác và anh cảm thấy là cách dạy và cách đào tạo của em cũng khá là ok. Với cái chất lượng mà như thế này thì anh nghĩ là về cái chuyên môn đào tạo của em thì anh nghĩ là nó còn xa nữa về cái chất lượng này. Anh nghĩ là em sẽ còn tiếp tục rất là nhiều. Với em thì em cũng là người mới tham gia vào cái lĩnh vực kinh doanh em thôi. Là cũng biết đến anh là qua mấy cái video mà em vừa tìm hiểu để bổ sung cho cái kiến thức của mình ấy. Em cũng cảm ơn anh là vì những cái kiến thức mà anh chia sẻ cho mọi người và cũng như em ấy là có những cái là rất là cần thiết mà nó có thể áp dụng được luôn. Và em cũng đã tìm thấy được khá là nhiều lỗ hổng trong cái quá trình em chạy quảng cáo và dựng video ấy. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thì so với cái giá trị của nó thì em thấy là khá là nói chung là cảm thấy rất là ưng ý. Để đăng ký và nắm bắt thông tin khóa học, hãy đăng ký theo link ở dưới. Số lượng học chỉ tối đa 50 học viên để đảm bảo chất lượng và hỗ trợ tốt nhất cho học viên. Chúng ta hãy đăng ký thật nhanh để được thêm vào nhóm Zalo, hỗ trợ để chúng ta có buổi học thành công. Cuối cùng, đội ngũ Học viện Marketing Online, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tới.